Xin chào tất cả các bạn nha, chúng mình là các xe container chở xe bồn trộn bê tông đi tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng tiếp đây các bạn ơi. Hôm nay chúng mình đi xe container cho bự nha, vì ngày hôm qua các xe bồn trộn bê tông của mình đã bị quái vật nó tiêu diệt rồi nên hôm nay chúng mình phải nhờ xe container chở đi nè. Ok các bạn ơi, chúng ta phải tiến lên thôi vì đường này không biết có quái vật hay không. Hy vọng là không có quái vật nha, vì đây là một con đường rất là dài và thẳng nè. Ở bên không của mình có rất là nhiều núi luôn các bạn ơi. Ta chính là quái vật rắn màu tím khổng lồ đây. Ta chính là quái vật rắn khổng lồ có hai cái mắt rất là to và cái đuôi sừng rất là dài đây. Các người chạy không thoát đâu, chết rồi các bạn ơi, có một con rắn khổng lồ chết rồi, nó tung vô xe trộn bê tông làm rớt cái bánh ra ngoài rồi. Các bạn ơi chạy thôi, chạy thôi. Nó chết rồi, nó đuổi theo mình. Wow, các bạn ơi, nó làm cho xe container của mình bị nát tan tành rồi nè. Các bạn ơi, cứu mình với. Không ai cứu được các người đâu. Bây giờ ta sẽ đuổi theo tất cả các xe này vì ta rất ghét xe trộn bê tông. Chết rồi, các bạn ơi, nó ghét xe trộn bê tông. Chết rồi, các bạn ơi, nó đẩy xe container màu xanh và xe trộn bê tông màu cam bị văng vô vách núi và nát tan tành rồi. Cứu chúng mình với nào. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt tất cả các xe còn lại luôn. Các người chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Chết rồi các bạn ơi, chúng ta phải chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi. Các người chạy đi đâu cho thoát được. Chúng ta phải cần có cái gì đó để bẫy nó lại. Đây rồi các bạn ơi, đây có một cái gờ, hy vọng là chúng ta sẽ bẫy nó được nha. Hãy leo lên cái gờ này đi, leo lên đi. Ok, ta leo cho các người coi, hãy xem ta nhảy đây. Chết ta rồi, ta chủ quan quá, ta nhảy lên cái gờ và bị nát tan tành rồi, thật là tức chết đi mà. Ta sẽ kêu đàn anh của ta ra tiêu diệt các ngươi chạy không thoát đâu. Ta chính là quái vật bang bang đây. Cái lưỡi của ta rất là dài và ta có rất là nhiều răng. Hôm nay ta sẽ đi trả thù cho con rắn màu tím của ta. Đây rồi, các ngươi chạy không thoát khỏi tay ta đâu. Chết rồi các bạn ơi, có một con quái vật xanh lưỡi dài rất là to nè. Nó đuổi kịp chúng mình rồi, chúng mình chạy thôi các bạn ơi. Các người chạy đi đâu cho thoát, hãy xem ta đây, ta tung vô ngươi nào. Chết rồi các bạn ơi, nó nhảy lên một cái mà xe container và xe trộn bê tông màu xanh bị bốc cháy nát tan tành rồi. Các bạn ơi, các bạn quay lại cứu mình với nào. Không ai cứu được các ngươi đâu. Bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt tất cả các xe còn lại này luôn. Các ngươi chạy đi đâu cho thoát khỏi tay của ta nè. Chết rồi các bạn ơi, nó cố tình tiêu diệt chúng ta phải làm sao đây, làm sao đây. Ta sẽ bắn tia lửa để cho các ngươi nát tan tành luôn. Nóng quá, các bạn ơi, cứu mình với nào. Chết rồi, chúng mình bị nổ tung rồi và bốc cháy rồi các bạn ơi. Con quái vật này rất là ghê luôn, chúng ta không làm gì được nó đâu. Đúng rồi đó, các ngươi không thể làm gì được ta đâu. Bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt tất cả các xe còn lại luôn. Và ta sẽ ăn thịt từng chiếc một. Thì rồi còn 3 chiếc xe ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ của ta. Chết rồi, chạy thôi các bạn ơi, chúng ta cần phải có cái gì đó để tiêu diệt nó. Nhưng mà chúng ta không có cái gì, làm sao tiêu diệt nó đây. Các bạn ơi, chúng ta chạy nhanh thôi, hy vọng là nó sẽ tung vô quả núi và nó sẽ bốc cháy nha. Đây rồi, có một quái vật. Các ngươi dám tung vô ta là ta nát tan tành. Các ngươi được lắm, các ngươi dám tiêu diệt quái vật của ta. Ta là thỏ hai sừng đây, ta có cái tai rất là nhọn và rất là nhiều răng. Các ngươi dám tiêu diệt quái vật bang bang màu xanh của ta, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Chết rồi các bạn ơi, cứu chúng mình với. Lại xuất hiện một con quái vật thỏ rất là kinh dị nè. Ý, nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá. Chạy thôi các bạn ơi, nó đuổi kịp chúng mình rồi. Nó làm cho hai xe của chúng mình nát tan tành rồi các bạn ơi. Thật đáng đời cho các ngươi. Thôi rồi, cứu chúng mình với các bạn ơi, chúng mình bị đổ luôn rồi. Quay lại cứu chúng mình với, không ai có thể cứu các ngươi đâu. Thôi rồi, chết rồi, nó lại làm cho xe màu xanh và xe màu đỏ bị nát tan tành và bốc cháy rồi các bạn ơi. Con quái vật này rất là hung tợn luôn, cứu chúng mình với các bạn ơi. Chết rồi, mình cần phải chạy nhanh thôi, hy vọng là có một cái cây để chặn nó lại. Kia rồi, có một gốc cây chặn nó lại nè. Các người dám chặn ta, thật là tức chết đi mà. Ta sẽ nhờ đàn anh của ta chính là quái vật rồng bay đây. Ta chính là quái vật rồng lai chó, cái đuôi rất là dài và cái cánh rất là rộng. Ta sẽ bay lên và tiêu diệt cái xe container vừa rồi dám làm hại đàn em của ta. Chết rồi các bạn ơi, nó đuổi kịp mình rồi, cứu mình với, nó bay nhanh quá. Chết rồi, ôi các bạn ơi, nó tung vô mình bị bốc cháy và nát tan tành rồi. Các bạn ơi, ai cứu mình với. Con quái vật này rất là ghê luôn. Vậy là chúng mình thất bại, không thể tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng rồi. Các bạn ơi, quay lại cứu mình với. Các bạn ơi, chúng mình là các xe ben đây. Chết rồi các bạn ơi, nghe nói có quái vật rồng khổng lồ rất là ghê luôn. Nó đã tiêu diệt tất cả các xe container và xe trộn bê tông.
Hôm nay chúng mình phải đi lấy bê tông xi măng tới công trường xây dựng nữa nè. Mà chúng mình có rất nhiều xe như thế này. Đó, chúng mình phải chui qua cây cầu này các bạn ơi. Hy vọng là hôm nay chúng mình không gặp quái vật chặn đường chúng mình nha. Ok các bạn, chúng ta tiến lên nào. Các bạn đến giùm mình có coi có bao nhiêu chiếc xe nha. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, rất là nhiều xe. Bây giờ chúng mình sẽ phải ben cái ben này lên trước nè. Để cho mà tí nữa quái vật tấn công thì mình sẽ dùng cái đồ ben này mình ngăn chặn nó lại nha, không cho nó làm cho xe mình bị hư hại nha. Mình là xe màu xanh đây các bạn ơi, phía sau mình là xe màu vàng. Ôi chết rồi, cái gì đây? Ôi các bạn ơi, chúng mình bị tung vô một cây cầu rồi. Các bạn coi lại nè. Đó, chết rồi, có những cây cầu ở đây mà cái đồ ben của chúng mình ben lên khiến cho cái xe của chúng mình tung vô cây cầu và thất bại ngay tại đây rồi. Các bạn ơi, chúng mình thật là chủ quan quá mà. Các bạn ơi, chúng mình là cái xe bồn trộn bê tông và cái xe ben khác này các bạn ơi. Vừa rồi cái xe ben kia đã bị tung vô cây cầu rồi, nên chúng mình không đi đường đó nữa mà chúng mình đi đường. Đây là con đường xuống dốc nè các bạn ơi. Con đường này khá là nguy hiểm nhưng mà con đường này sẽ không có quái vật nha. Ok, chúng ta tiến lên nào các bạn ơi. Chúng ta phải đi tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng cho kịp thôi. Và sau đó chúng ta sẽ nhờ các xe để đi giải cứu các xe kia đã bị quái vật ăn thịt nha. Ok, chúng ta tiến lên nào, coi chừng đó đường rất là khó đi luôn. Các bạn ơi, các bạn chạy xa ra một tí xíu đi, đừng có chạy gần mình. Ui ui, coi chừng đổ xe đó. Hên quá, chúng mình đang chạy rất là bình thường, chưa có xe nào bị đổ hết trơn á. Ok, các bạn đến giùm mình coi có bao nhiêu chiếc xe nha. Wow, xe ben phía sau bị bể kiến rồi. Đường đi rất là khó luôn nhưng không sao đâu các bạn ơi, cố gắng lên nào. Kia rồi, phía trước là công trường xây dựng chúng ta đã thấy rồi kìa. Chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Ôi ôi ôi, chết rồi các bạn ơi. Ui, có cái gì bị rơi ra kìa. Ừ, không sao, không sao. Ý, nhưng mà xe ben bị đổ rồi, chết rồi. Một chiếc xe ben màu xanh bị đổ rồi kìa. Ôi, thôi các bạn ơi, xe ben màu xanh bị đổ rồi. Ôi, nhưng mà đây không phải công trường xây dựng các bạn ơi. Đây là một con đường cụt, chết rồi. Cái xe của chúng ta đi nhầm đường rồi. Thôi rồi các bạn ơi, cái xe của chúng ta hư hại rồi. Wow, các bạn ơi, còn chúng mình là cái xe tải khác đây các bạn ơi. Hôm nay chúng mình không có đi lấy bê tông xi măng, nhưng mà chúng mình phải tới đi chở hàng tới nhà máy lấy hàng nè. Và nghe nói là có rất là nhiều quái vật luôn, nên chúng mình phải hết sức cẩn thận nha. Ok, mình là xe màu hồng đây. Ý, chết rồi. Các bạn ơi, đây không phải là một con đường, đây là một con đường bay xuống vực thẳm rồi. Chết rồi, chúng mình lại đi nhầm đường nữa rồi nè các bạn ơi. Thôi rồi, các bạn coi lại nè, đó, đây là một con đường xuống vực thẳm. Thôi chết rồi, cái xe của chúng ta bay lên và rơi xuống các bạn ơi. Wow, mình là xe màu xanh rồi, xe màu cam rồi, bị dính vô gốc dừa luôn rồi. Vậy là mình bị nó tan tành rồi. Còn đây là xe màu vàng nè, không biết xe màu vàng có thoát được hay không. Wow, xe màu vàng cũng bay lên rất là cao luôn các bạn ơi. Chết rồi, các xe của chúng ta bị rơi xuống vực thẳm, xuống biển hết trơn rồi. Làm sao chúng ta đi lấy bê tông xi măng và đi lấy hàng hóa đây. Còn đây là xe màu xanh dương các bạn ơi. Xe màu xanh dương thì chắc chắn cũng như vậy luôn, vì đường rất là dốc nè. Đó, các xe bay lên và rơi xuống dưới biển luôn nè các bạn ơi. Chết rồi, vậy là chúng ta đều thất bại hết rồi nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không sao đâu, còn chúng tôi mà, chúng tôi là cái xe tải chở hàng rất là dài đây. Chúng tôi sẽ phụ các bạn đi lấy hàng hóa ở nhà máy nha. Ok, bây giờ chúng ta đi thôi. Chúng ta cũng có rất là nhiều xe nè. Đây là xe màu xanh, xe màu hồng và xe màu cam nè. Đấy, các xe của chúng ta đang nối đuôi nhau đi. Xe màu xanh lá cây thì chạy phía trước, phía sau là xe màu xanh dương, xe màu trắng và xe màu vàng. Đây, chúng ta cũng lại đi trên một con đường xuống dốc. Ôi thôi, cái xe này lại sao mà lại bung cái nắp ra như thế này. Ôi chết rồi, bung cái nắp ra rồi là không ổn đâu nha. Mình là xe màu vàng đây các bạn ơi. Đường xuống dốc rất là nhanh luôn. Ý, xe màu hồng, chết rồi, hai cái xe này tung nhau rồi các bạn ơi. Ôi chết rồi, ôi thì ra con đường này có quái vật khủng long kìa các bạn ơi. Các bạn coi lại này đó, phía dưới có hai con quái vật khủng long kìa. Thì ra nó đứng đây nó chờ chúng mình. Chết rồi, tung vô quái vật khủng long rồi các bạn ơi. Chết rồi, quái vật khủng long đang đứng đây khiến các xe của chúng ta tung vô luôn và nó tan tành luôn các bạn ơi. Thì ra con đường này là con đường do quái vật tạo nên, khiến chúng ta bị đánh lạc hướng và bị tung vô quái vật hết trơn rồi nè các bạn ơi. Đó, các bạn coi nè. Trời ơi, vậy là tất cả các xe của chúng ta đều bị thất bại rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta lại có rất là nhiều quái vật xuất hiện đó, các bạn có thấy không? Hôm nay xuất hiện một con có quái vật con rắn nè. Xuất hiện một con quái vật gì nữa các bạn biết không? Con thỏ nè, rồng bay nè các bạn ơi. Rất là nhiều quái vật luôn. Và hôm nay xe container chở xe trộn bê tông đi làm việc cũng bị nó hãm hại luôn các bạn ơi.
Đó. Và sau đó tiếp theo là nó hãm hại rất là nhiều xe của mình luôn, nó tạo ra những cái tạo ra khủng long nữa các bạn ơi, đã ngăn chặn cái xe của mình luôn, khi cái xe của mình hôm nay không thể tới công trường làm việc luôn các bạn ơi. Nhưng không sao đâu, cái xe hư hại của mình tí xíu nữa mình sẽ lấy về, mình lấy mình đi sửa chữa nha, sau đó ngày mai mình sẽ tiếp tục đi làm việc nha. Đấy, các bạn nhớ xem video của mình, nhớ đăng ký kênh cho mình nha, nhớ like, share, nhớ phải ăn cơm học bài xong rồi mới coi video của mình nha. Các bạn nhớ sống khiêm nhường, đạo đức thánh thiện, không ăn cắp, không nói dối nha. Các bạn không có được phải vâng lời ông bà cha mẹ đó, không được cãi lời nha. Và bây giờ mình sẽ bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.